đặt một chữ con cũng được nữa, chữ con cũng được thôi, chứ không phải nào đó mà cũng phải đi về nữa, làm lại cho xã áp được chứ. Cái ông nãy ông ngồi gần tôi á, ông nói ông ở, ông cũng biết thánh rồi, ông ở khu Hòa Đông, cũng nói